Đây là chiếc lens view Trox 85 f1.8 autofocus dành cho Sony full frame. Dành cho Sony full frame e-mount. Và video ngày hôm nay không hề được tài trợ bởi view Trox mà được tài trợ bởi Dusk. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ có một buổi chụp, một buổi Photoshop. Oh my god, really? Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm chụp ảnh với chiếc lens view Trox 85 f1.8 dành cho Sony full frame. Thật ra là công ty view Trox đã gửi cho mình chiếc lens này cũng khá là lâu rồi, hơn một tháng rồi, và mình đã có rất là nhiều trải nghiệm với nó cho những cái professional work, wedding, chụp quảng cáo, thời trang và tất cả mọi thứ khác nữa. Và video ngày hôm nay chỉ là những cái trải nghiệm của mình khi mà có một cái buổi shoot dành cho Dust. Model trong buổi shoot ngày hôm nay của chúng ta thì không quá xa lạ, đó là Tân, em trai của mình. Khi nói về chụp portrait chân dung hay đặc biệt là cái sản phẩm quảng cáo thời trang thì bản thân của mình sẽ thích chọn những cái tiêu cự từ 50 trở lên để có được một cái độ xóa phông nhất định. Đồng thời cái góc nhìn của những cái lens sẽ làm cho người xem dễ dàng tập trung vào chủ thể hơn. Đúng, 2, 3 là nhảy nha. 2, 3. Không sao, hy sinh vì nghệ thuật. Cho cái tranh ra ngoài nắng đi, nó sẽ đẹp hơn. Nè, tăng đu người lên đây nè. Để một tay gác lên trên thành, một tay vẽ, hiểu không? Đó, vậy đó. Ừ. Đó, đúng rồi. Rồi, cưới cái tay lên, cưới tay lên. Thẳng cái áo xuống thì không thấy được cái chữ. 2, 3, lên. Cắn cái cây đó, quay lưng ngược lại đây. Đừng có nhai cái cọ, đừng có nhai cái cọ. Tám mươi lăm chắc chắn là một cái tiêu cự mà quá quen thuộc khi mà các bạn nghĩ về chụp chân dung portrait. Tân lại cái bờ bên đây nè, rồi đu cái người lên đây, rồi quay mặt bên đây, quá cao luôn. Con mắt nhìn xa ra tuốt đằng kia luôn, nhìn cây đằng ổi đằng kia. Đẹp nha. Cho anh hai một cái detail đi. À, cây cái cỏ lên. Tấm này detail. Sát vô, sát cái người vô. Nói về những trải nghiệm của mình với chiếc lens này, thứ nhất sẽ là build quality. Tổng thể chiếc lens đều là kim loại ngoại trừ cái lens hood. Cái lens hood này mình không hiểu tại sao view Trox vẫn tiếp tục làm nó bằng nhựa. Thật ra là nó vẫn hoạt động tốt và đúng với cái chức năng của nó, đó là cắt những cái lens flare. Nhưng mà khi mà chúng ta bóc vào thì cảm giác nó hơi bị chip. Và khi các bạn sử dụng cái nắp lens để mà chụp lại á, thì cái việc mà tháo ra gắn vô cái lens hood này nó rất là khó khăn. Hoặc là khi các bạn gắn được cái lens hood rồi thì tự động cái lens cap nó sẽ bung ra. Với những chiếc crop sensor lens thì view Trox lại làm những cái lens hood bằng kim loại. Nó không hợp lý chút xíu nào hết, bởi vì những cái full frame lens thì nó luôn mắc tiền hơn, đúng không? Để xem cái lens này bắt nét gần nhất là bao nhiêu nha. Cũng khá gần đó. Có một điểm đặc biệt ở trên chiếc 85 này, đó là chúng ta sẽ không có bất cứ một cái nút custom hay là function nào hết. Thậm chí không có cả cái nút gạt AF và MF nữa. Cái thứ duy nhất mà các bạn có thể điều chỉnh đó là cái vòng focus. Nói về cái vòng focus này thì nó khá là mượt, nó đủ chặt và hỗ trợ rất là tốt khi các bạn quay video và bắt nét tay. Diện tích của vòng focus chiếm khá lớn ở trên cái lens. Đối với một vài người thì điều đó là tốt, bởi vì các bạn sẽ dễ dàng kéo nét tay hơn. Còn đối với vài người khác thì các bạn lại thích nó nhỏ. I don't know, tùy vào trải nghiệm cá nhân của mỗi người. Bản thân mình thì mình cảm thấy không có vấn đề gì. Không, không cần thẳng, để cho nó... Tự nhiên nó mất chuyện mở như tơi đọc ra ai kia. Ra ngoài nắng thì mới đẹp. Xoay nguyên cái người qua luôn, quay cái lưng lại. Ừ, đó đúng rồi.
Rồi vuốt tóc đi, cứ vuốt tự nhiên đi. Khẩu thấp nhất của chiếc lens này là f1.8, hỗ trợ rất tốt cho việc chụp ảnh hay là quay video low light vào ban đêm thiếu sáng. Nói về phần chất lượng hình ảnh, nếu phải so sánh với một chiếc lens chính hãng thì mình khẳng định sẽ ngang ngửa với chiếc FE1.8 của Sony chính hãng. Hình ảnh sắc nét, xóa phông tốt ở khẩu F1.8, màu sắc tươi chân thật, không bị ám màu. Lại cái góc khi ngồi về ở đằng đó có cái bực. Tạt nước lên cái thành này cho ướt rồi, ướt cái thành này cho nó có reflection. Gọng chuột lên coi. Về phần trọng lượng, nó cũng khá là nhẹ. Đây mình đang sử dụng nó trên chiếc Sony A74. Và tháo cái lens hood ra thì tổng thể trọng lượng của chúng ta nó vừa đủ, vừa cân bằng, chứ nó không có bị front heavy. Nó nhẹ hơn rất là nhiều so với là chiếc lens của Sigma. Filter size của nó là 72mm. Và các bạn có thể nhìn thấy cái phần kính ở đây rất là to và dày. Chụp cái này có foreground mà. Chết, quăng vô nước luôn. Đây là một cái tai nạn chứ không phải là một cái bài test là cái lens này nó có thấm nước hay không nha. Đính chính là cái lens này không hề có wear the seal. Các bạn đừng cố gắng thử. Xin giới thiệu đến các bạn, đây là mẫu áo Make Art với chất liệu thun 100% cotton, co giãn 4 chiều, mang lại cảm giác thoải mái dù là vận động mạnh khi chỉ job hay đang phiêu lưu cho các chuyến du lịch. Thiết kế tối giản với dòng chữ Make Art, đôi khi các tác phẩm nghệ thuật được tạo ra dưới lớp vỏ bọc không quá phô trương, phù hợp để mặc đi chơi hay là đi làm. Bấm vào đường link phía dưới để mua sản phẩm tại website, nhập code JASONENG để nhận được 10% off. Và cảm ơn Dusk đã tài trợ cho tập này. Now back to the video. Chụp burst mode luôn. Rồi được rồi. Quảng cáo. Light boy. Quảng cáo sản phẩm light boy. Xích tới anh hàng chút xíu để lấy cái nắng. Nó giả vô trong mặt. Với những tấm ảnh ngược sáng chắc chắn các bạn vẫn thấy được những cái viền tím của nó, nhưng nó không quá nhiều, vẫn có thể sửa được khi vào Lightroom hay là Photoshop. Và cái điểm đặc sắc nhất mà mình trải nghiệm trên chiếc tấm lom này đó là khả năng autofocus bắt nét tự động của nó. Phải nói độ chuẩn xác cao, cực kỳ nhanh và chắc chắn là nhanh hơn rất là nhiều so với lại chiếc G-Master 85F1.4 của Sony chính hãng rồi. Theo đánh giá của mình thì nó nhanh hơn cả con FE nữa. Sau khi các bạn update cái firmware, cái phiên bản luôn được cập nhật mới nhất trên website của ViewTrox thì cải thiện cái khả năng lấy nét của nó cho cái dòng máy mới. Ở phần đích lens các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái cổng micro USB, chỉ cần sử dụng một sợi dây micro USB cắm trực tiếp vào lens chứ không cần phải mua thêm một cái cục adapter như đa số những chiếc lens của Sigma hay là Sony nữa. Khi hoạt động autofocus, chiếc lens này không hề tạo ra bất cứ một cái âm thanh nào hết. Và đó là cái điểm tốt nhất của chiếc lens này so với lại các dòng Sigma. Với cái mức giá dễ dàng tiếp cận, mình hoàn toàn có thể sử dụng chiếc lens này cho các professional work, chụp wedding, quay quảng cáo, trừ ra những cái điểm nhỏ mà mình không thích. Và so với cái giá tiền của những chiếc lens khác trên thị trường thì đây là một cái sự lựa chọn tốt mà mình nghĩ các bạn nếu lần đầu tiên tìm mua một chiếc lens 85 f1.8. Cảm ơn công ty ViewTrox đã gửi sản phẩm để mình trải nghiệm và có cơ hội chia sẻ với các bạn nhé. Nếu các bạn cảm thấy hứng thú với chiếc lens này, có thể bấm vào đường link phía dưới để tự trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy hay, ấn like phía dưới, đừng quên subscribe, đăng ký kênh và mình sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace. Quên vuốt tóc làm lại cái gì?